Chào các bạn, mình mới nhận được một con Invictor Hybrid nha, của Synergy nha các bạn. Đây, cái này là cái dòng mới luôn, mới về Việt Nam tức thì các bạn. Con này là Gigawatt mới nhập về. Thì có một số bạn hỏi mình là tại sao cái Synergy này chưa có ra cái dòng Hybrid. Thì các bạn mong đợi thì bên đây là có rồi nè các bạn. Con này là mã là SE5 KHB 120, cái mã này là 5kW nha các bạn. Trọng lượng thực tế nó là 24,6 kg, luôn thùng đóng gói là khoảng 30,5 kg nha. Anh Dương sẽ phụ mình là đập hộp con này. Con này là mới cáo các bạn, chưa khui luôn nha. Hiện Gigawatt cũng chưa có biết trong này có gì nữa các bạn. Là mình là người đầu tiên mở cho các bạn xem. Đây là cái thùng các bạn, đây đóng gói. Mã bản này là bản có thể là bản mẫu, bản demo các bạn, cho nên là nhìn xung quanh thì là cũng chưa có đóng, cũng chưa có cái tem gì về thông số nhiều, thì chỉ có một cái tem này. Đây là bản mẫu, sắp tới là cái lô này sẽ về rất khá là nhiều. Thì trong mấy năm nay thì cái Hybrid thì nó chiếm ưu thế các bạn, điện lực chưa có mua lại các bạn, cho nên và cũng hạn chế phát lưới luôn, cho nên là Hybrid đang là chiếm ưu thế. Đây là cái giấy tờ của Invictor nè. Đây cho quay sơ sơ cho các bạn xem. Đây là cách đấu nối nè, đó, đây là cách đo, bắt vô tường nè, đấu nối nè, rắc nè. Rồi đây là CCW gì đó, mấy cái này dùng để nọt cho điện lực nè các bạn. Rồi mình để qua một bên nha. Tiếp theo là cái bát. Cái bát này nó có chữ top luôn nè, để các bạn khi mà bắt vô tường á, khỏi phân biệt là cái chiều nào chiều cho đúng các bạn. Đây có chữ top luôn. Về thiết kế nè, mình cho các bạn coi cái độ dày nha. Nó khá là dày. Rồi, tiếp theo. Đây, wow. Màu trắng các bạn. Những cái bản hòa lưới của Synergy thì như các bạn thấy thì nó chỉ có màu xanh, thì bữa nay là màu trắng khá là đẹp các bạn. Ở trên đây có cái màn hình. Đây không phải màn hình các bạn, đây có những cái đèn báo như là PV nè, bát, điện lưới nè, cái này là cổng backup nè, truyền thông, rồi cảnh báo. Bây giờ mình sẽ đem ra ngoài để cho các bạn xem cho nó rõ nha, thì trong này cũng khá là chật. Đi kèm là một cái CB, cái này là đồng hồ, một cái đồng hồ, mình nghĩ là chắc có thể là cái chặn dòng bám tải hoặc cái gì đó, chút xíu mình sẽ nghiên cứu, của hãng Chin nè các bạn. Đây là wifi. Mình sẽ để phụ kiện bên này nha. Đây, cho mình coi phụ kiện ở đây. Đây là những cái rác. Rác này xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem chi tiết luôn. Bây giờ xem cái nhân vật chính của nó trước đây đã. Ồ, mạnh dữ. Một mình anh Dương khiên được đúng không ạ? Mạnh dữ. Rồi, tổng quan. Trong thùng đây còn vô, mình sẽ kiểm tra một lần nữa nha. Ok, thì hết rồi. Mình sẽ quay một vòng cho các bạn xem. Coi con này nó như thế nào. Mình nhôm tản nhiệt nè. Rồi nhôm khối nha các bạn. Rồi những cái bên đây là cổng pin nè. Đây là pin lưu trữ nha các bạn, nó gắn vô đây. Còn đây là cái DC switch 2PV. Còn đây là wifi nè các bạn. Cái này là cổng backup. Còn đây là lưới vô. Mình này chắc là một số cái cổng truyền thông hoặc là những cái cáp nối gì đó. Đúng rồi, này chắc là truyền thông. Nhìn sơ qua các thông số thì các bạn thấy đây là cái PV mat nè, là khoảng 550V.
cái dòng này 15A, 15 đây nè các bạn, thì thích hợp cho những cái pin mặt trời công suất lớn là cỡ 550W đổ lại nè các bạn. Đây các bạn thấy không? À, những cái tấm pin sau này thì những cái công suất nó lớn thì cái dòng của nó cũng lớn. Đây, thì cái inverter này sẽ vẫn đáp ứng được những cái dòng pin lớn này các bạn. À, phần về phần AC đó các bạn thì đã có tần số nè, rồi điện áp nè, công suất nè, đó những cái thông số ở chỗ này. À, những như còn bên này là pin nè, pin thì là 48V. À, dòng sạc xả là 120A. Cho các bạn coi kỹ thì mình sẽ lấy cái file PDF cho các bạn xem nha. À, mình sẽ nhờ anh Dương quay đằng sau lưng để cho các bạn xem cái phần tản nhiệt dưới đằng sau nha. Thì cái phiên bản này là tản nhiệt tự nhiên nữa các bạn, không có quạt, đỡ ồn, thích hợp để gắn ở trong nhà các bạn, để cho các bạn nào mà cho nó đỡ ồn nha. Đây nhôm nè. Nếu mà so về tổng thể thì nó nhỏ hơn con Mega Revo lần trước mình review cho các bạn, nó sẽ nhỏ hơn. Con Mega thì nó to hơn một chút xíu. Đây, nhôm tản nhiệt nguyên khối luôn. Vâng, đây là chắc là phần cuộn dây. Đây, cuộn dây thiết kế nằm chỗ này. À, đây là bộ phụ kiện nè các bạn. À, trong đây có rắc MC4 thì các bạn biết rồi nè, và mấy cái bát để treo tường nè. Còn đây là cái rắc AC đó các bạn, đây dùng cho các bạn xem nè. À, khá là chắc chắn luôn. Đây có chịu cảnh báo là không được tháo ra khi đang có tải gì đó. Đây hai bộ rắc, một cái rắc cho backup và một cái rắc cho lưới nè. Đây, chỗ này các bạn. Rồi còn đây mình sẽ quay kỹ cho các bạn cái jack pin ở chỗ này. Jack pin này là nó sẽ có hai cái cọc ở chỗ này. Cái chỗ cọc chỗ này thì các bạn là phải chỗ này là các bạn phải bấm code nha các bạn. Đây mình quay cho các bạn xem luôn. Bạn phải có cái kìm bấm code chuyên dùng mới được nha. Ở đây là dùng cho dây 25. Đây đó là cái rắc này nè các bạn. Thì các bạn đây đã sử dụng cho dây là 25mm nè. Đó các bạn phải chuẩn bị dây 25 nha. Còn bạn dùng dây nhỏ hơn thì các bạn bấm cốt chỗ này thì nó sẽ khó nè. Và cái kìm bấm cốt bạn phải là kìm chuyên dụng các bạn, giống như kìm lục giác vậy đó, chứ không phải là cái kìm bấm kia đâu, cùng là kìm thủy lực các bạn. Chút xíu nữa mình sẽ mình thì không có kìm, mình sẽ hàn các bạn. Mình rắc cái chỗ này gắn cái dây nè, các bạn gắn vô đây. Đó, các bạn ấn chặt vô. Giữ cái inverter. Ông gắn vô luôn. À. Đây các bạn nhấn chặt vô nè. Đó, rồi các bạn xoay qua chỗ khác. Đó. Rồi khi mà các bạn mở các bạn xoay về chỗ cũ nè. Khi các bạn tới đây nó có một cái, các bạn sẽ cảm giác là có một cái ngấn vậy đó. Các bạn nhấn cái này xuống. Rồi các bạn giật ra. Đó. Rồi ok, bây giờ là cái mình quay cho bạn xem cái phụ kiện rồi. À, đây là những cái cổng truyền thông nè các bạn. Thì ở đây có Master City nè, dùng để bám tải nè. Cổng giao tiếp RS485. Rồi đây là cái rắc hồi nãy nè các bạn, rồi gắn vô đây thì có thể là dùng để nạp code nè, hoặc là để cài đặt gì đó. Cái cổng này dùng để giao tiếp BMS với lại cái pin Gigabox 5S nữa các bạn. Ok, giờ mình kết thúc video đập hộp nha các bạn. Video này thì mình chỉ là mình show cho các bạn cái con inverter Synergy Hybrid mới này. Con này là 5kg nha. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lắp ráp pin kết hợp với cái Gigabox 5S để cho nó chạy như thế nào nhé các bạn, và cách cài đặt những cái thông số cơ bản. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.